Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Mưa bên chồng của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. So với nhiều nơi khác trên đất Mỹ thì thành phố đồng bằng miền Nam này tương đối nhỏ. Cộng đồng người Việt tập trung chưa bao giờ quá con số 10.000. Chả hiểu xuất phát từ đâu, nó có cái tên Mỹ miều là Golden City, nghĩa là thành phố vàng, dù chẳng có dấu tích gì trong lịch sử cho thấy nơi đây từng có mỏ vàng giống như San Francisco hay Sacramento ở Bắc Cali. Duy có điều đáng quý là ở đây đa số đồng hương đều có công ăn việc làm trong các nhà máy của Mỹ, như công ty đóng thịt hộp hoặc sản xuất phụ tùng xe hơi, hoặc trên nông trại trồng cây ăn trái hay nuôi gia súc. Thành ra nói chung thì vốn liếng nhà nào bây giờ cũng khá, bởi ít thứ giải trí, lại không có casino và quanh năm lười đi du lịch. Cho nên chương mục ngân hàng hoặc tiền mặt giấu dưới gầm giường ở nhà càng ngày càng tăng nhanh. Nhờ đời sống kinh tế dễ dàng như vậy, cho nên thành phố tuy buồn mà vẫn giữ chân được người ở lại, ít gia đình nào chịu mạo hiểm dọn đi nơi khác. Cộng đồng Golden City nhỏ bé như thế, nhưng theo đúng truyền thống của người Việt khắp nơi trên thế giới, hội đoàn cũng vẫn đua nhau mọc lên với đủ mọi danh xưng, mặc dầu có hội chỉ long trọng làm lễ ra mắt rồi ngưng luôn không hoạt động gì cả. Duy có điều đáng nói là hội tuy nhiều nhưng ít va chạm, ít đánh nhau, thành ra đời sống đã buồn lại càng buồn tênh, vì chẳng có đề tài gì để bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Nói cho ngay thì sở dĩ dòng đời lặng lẽ trôi êm như vậy là vì Golden City ít báo chí, và nhất là không có đài phát thanh tiếng Việt. Người ở xa đến đây chơi thường chê Golden City hiền lành quá, đến độ tẻ nhạt. Đúng là một thành phố chết, vì bao nhiêu năm nay không có ai chửi nhau, chẳng có chuyện gì lôi cuốn để ngày ngày gặp nhau đem ra bàn tán. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chẳng có sự êm đềm nào kéo dài được vĩnh cửu. Đến một lúc thì thành phố cũng phải có chuyện, mà là chuyện lớn, bởi nó liên quan đến một nhân vật lớn trong cộng đồng, đó là bác sĩ Lê Nam Đàn. Bác sĩ Lê Nam Đàn tuổi khoảng 45, là người đầu tiên mở phòng mạch phục vụ bệnh nhân đồng hương tại Golden City. Đàn ông tuổi 45 ở trong nước thì thấy đã bắt đầu già, nhưng ở hải ngoại thì trẻ lắm. Nhất là ông cả đời chả phải dầm mưa dãi nắng, quanh năm ăn mặc tề chỉnh, da rẻ lúc nào cũng trắng hồng, biểu lộ nét yêu đời của một người thành công về nhiều mặt. Ông lấy vợ thu ông hơn một giáp, nhưng đi bên nhau trông xứng đôi vừa lứa lắm. Là một cặp vợ chồng tiêu biểu, là tấm gương hạnh phúc mà bao nhiêu người trầm trồ mơ ước. Nhờ tính tình hòa nhã, gần gũi với bệnh nhân, lại thêm kiến thức chuyên môn vững vàng, bác sĩ Nam Đàn được cảm tình của hầu hết đồng hương trong thành phố. Mai Chân, vợ Đàn, cũng giống tính chồng, được mọi người khen ngợi chỉ vì không cao ngạo, kiêu kỳ. Các bà ngồi họp mặt ở trụ sở hội phụ nữ thường kể với nhau: "Trời ơi, ta nói bà bác sĩ Đàn nghe thiệt là bình dân hết sức vậy đó. Hồi hôm qua tôi mới gặp ngoài phố nè, tôi chưa kịp chào thì bà chào tôi trước rồi. Hồi nào tới giờ tôi chưa thấy có vợ của ông bác sĩ nào mà dễ thương như cái bà này. Gì đâu mà nó vừa đẹp nó vừa hiền nữa đó." Lời bình phẩm ấy có nghĩa là người ta đã mang sẵn một định kiến trong đầu rằng vợ các ông bác sĩ thì thường hay phách lối, nhất là ở tỉnh lẻ. Cho nên hễ ai không phách lối thì mặc nhiên được coi là người dễ thương. Một bà cụ miền Bắc góp chuyện: "Ông bà bác sĩ tử tế đã đành rồi, mà thuê cái cô thư ký thì trời ơi khéo làm sao ấy, đẹp cả người lẫn nét ấy." Một bà khác chen vào: "Cụ nói ai? Cô Dung cái gì? Vâng, cô ấy thì giỏi lắm, một mẹ một con, giá cứ như người ta thì lĩnh welfare chứ đi làm cái gì cho nó vất vả. Nội mà tuyển thuê người giữ con thì cũng hết nửa tháng lương rồi.
Nhưng mà cô ấy bảo là ở nhà thì buồn lắm, làm thư ký cho bác sĩ rồi gặp người này người kia cho nó khuây khỏa. Rồi cũng còn nói là lĩnh welfare thì là chuyện bất đắc dĩ thôi, chứ đi làm thì vẫn hơn. Sao mà lạ thế, lại có người thích đi làm hơn. Một ngày phải tiếp không biết bao nhiêu là khách mà lúc nào cũng toe miệng ra cười. Rồi bà cảm động nhắc lại một câu chuyện mà bà đã kể hàng chục lần như một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Này này, cái này tôi kể cái hôm nhá, tôi mới đi ra chợ Tân Hưng, tôi đi ra đấy. Tôi đi bộ ra trạm xe buýt. Cô ấy ở bên đường non thấy tôi là chạy lao sang ngay ấy, giằng lấy cái giỏ tôi thế này rồi bảo này: "Ôi giời, sao bác xách gì mà nặng thế? Bác để cháu xách hộ cho." Đấy, các bà thấy xem, con cháu mình chữa vị tất nó đã lo cho mình bằng cái cô ấy như vậy. Có phải không các bà? Đại khái thì toàn là lời khen. Khen chồng, khen vợ, khen luôn cả cô thư ký single mother. Tiếng chào cao hơn mâm cỗ, cho nên người ta chỉ khen bác sĩ Nam Đàn về tính tình, chứ ít khi có ai quan tâm tới chuyên môn của ông. Chưa thấy ai khen ông chữa bệnh giỏi, bởi đã là bác sĩ thì tất nhiên phải giỏi rồi. Chẳng hạn một bệnh nhân có triệu chứng nguy kịch đến gặp ông ở phòng mạch, ông gửi ngay vào nhà thương kèm theo một câu nhận xét chắc như đinh đóng cột: "May đấy, để trễ một tí nữa là chết." Rồi nếu chẳng may có bệnh nhân chết thật thì ông lại thở dài và bảo: "Ôi xời, giá gặp tôi sớm chút nữa thì không chết." Nghĩa là sống hay chết đều do bệnh nhân cả. Gặp sớm thì sống, mà gặp trễ thì chết, chứ bác sĩ thì đương nhiên bao giờ cũng chữa khỏi. Nhưng bác sĩ Nam Đàn không phải chỉ được quý trọng vì bằng cấp và xã giao hòa nhã, mà còn vì ông thường xuyên dấn thân lo việc cộng đồng. Chẳng hạn bao nhiêu năm nay, nhiệm kỳ nào người ta cũng bầu ông vào chức chủ tịch cái hội lớn nhất ở Golden City, đó là hội ái hữu tương trợ đồng hương, thường gọi tắt là hội ái hữu. Nhiều lần ông muốn từ chối để dành thêm thì giờ lo việc nhà mà không được, vì người ta nhìn quanh chẳng thấy ai xứng đáng hơn ông. Ngoài cái hội chính ấy, ông còn bị ép làm chủ tịch, hoặc ít ra là có chân trong ban chấp hành vài hội nhỏ nữa. Chẳng hạn hội trao đổi văn hóa Việt Mỹ, hội cựu học sinh Chu Văn An, hội ái hữu gia định Biên Hòa, và thậm chí có năm ông suýt bị bắt làm chủ tịch hội cờ tướng nữa. Nhóm võ thuật cũng muốn bắt ông gia nhập vì hồi trẻ ông có học karate tới đai xanh, rồi bị chật cánh tay trong một kỳ thi đấu nên ông nghỉ luôn. Muốn lo việc hội đoàn thì điều kiện tiên quyết là đời sống kinh tế phải đầy đủ, không bận tâm chuyện cơm áo hàng ngày thì mới có đầu óc và phương tiện mà hoạt động. Bởi hội đoàn bao giờ cũng là cái gánh nặng, ăn cơm nhà vác ngà voi. Ăn cơm nhà vác ngà voi cũng chưa đúng, phải nói là ăn cơm nhà vác nguyên cả con voi mới chính xác. Bác sĩ Nam Đàn thì có thừa khả năng ấy, lại thêm đức độ và kiến thức, cho nên đồng hương ai cũng chỉ mong ông làm chủ tịch muôn đời. Tính ông vốn cả nể, mấy lần định nghỉ một thời gian, nhưng thấy bà con tin tưởng quá, ông lại đành phải hy sinh tiếp tục. Bận rộn như thế, cho nên thì giờ dành cho gia đình chả có bao nhiêu. Ngày khám bệnh, tối họp hành, có đêm ông về đến nhà thì Mai Chân và đứa con gái đã ngủ từ lâu rồi. Cũng giống như chồng, Mai Chân bị đẩy ra coi hội phụ nữ kinh niên mà nàng không từ khước được. Thiên hạ kỳ kèo đã đành, mà chính chồng nàng cũng hết sức khuyến khích nàng tham gia. Thôi cũng được, vì nàng nhàn rỗi lắm, một ngày chỉ lo việc nội trợ và đưa đón đứa con gái 5 tuổi đến trường. Thời giờ còn lại thì xem băng video ca nhạc hoặc phim bộ Hồng Kông, và lâu lâu mời bạn bè đến hát karaoke. Công việc ngoài phòng mạch đã hoàn toàn ổn định nên ít khi cần đến sự có mặt của Mai Chân. Hội ái hữu tương trợ đồng hương của bác sĩ Nam Đàn mới đa đoan công vụ, vì có tài trợ của chính phủ, nghĩa là sổ sách công tác và chi tiêu phải minh bạch. Chứ hội phụ nữ của Mai Chân thì xuân thu nhị kỳ, mỗi năm chỉ có 2 lần bận rộn, đó là lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng vào mùa xuân, và họp mặt trẻ em, tổ chức ca hát rồi phát quà trong dịp Tết Trung Thu, là coi như hết nhiệm vụ. Hai dịp ấy tuy khá vất vả nhưng Mai Chân vui lắm, vì thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và nhất là vì nàng vốn rất yêu văn nghệ. Phần thưởng cho trẻ em cũng như những chi phí điều hành dĩ nhiên hoàn toàn do tiền túi của Mai Chân xuất ra. Rồi sau mỗi buổi văn nghệ, nàng lại phải kéo những người trong ban tổ chức về nhà mình họp mặt ăn uống để rút tỉa kinh nghiệm.
Thành ra cái quy luật của cộng đồng lúc nào cũng đúng, là hễ lãnh việc hội đoàn thì bao giờ cũng vừa mệt, vừa tốn và vừa dễ bị chửi. Biết thế nhưng vợ chồng bác sĩ Nam Đàn ở vào cái thế không rút lui được. Bữa tiệc self-service hôm nay ở nhà Mai Chân, thực khách được mời đến dự không thiếu ai. Trong nhà ngoài sân, mỗi người bưng một đĩa thức ăn, đứng ngồi thành từng nhóm nhỏ, nói cười vui như pháo Tết. Trẻ con có phòng chơi riêng, kéo nhau vào hết trong đó ngồi xem phim hoạt họa cùng với đứa con gái của gia chủ. Bác sĩ Nam Đàn đứng bên lò nướng bạc ba kêu ở góc sân, dưới tàn cây phong tỏa lá xanh non, tay cầm lon coca nói chuyện với Phong, người đệ tử trung thành lúc nào cũng theo sát Nam Đàn trong mọi công việc lặt vặt. Tuổi Phong đã ngoài 30 nhưng chưa có vợ, chưa có người yêu và dĩ nhiên cũng chả có nghề nghiệp gì chính thức. Bản tính Phong hiền lành chăm chỉ, là một trong những bệnh nhân đầu tiên khi Nam Đàn mới mở phòng mạch. Giao tình hai người tiến xa hơn, thân thiết như anh em ruột, vì Nam Đàn thường nhờ Phong phụ giúp những công việc linh tinh như treo biểu ngữ, dán bích chương, khuôn vác bàn ghế mỗi dịp tổ chức hội chợ Tết cộng đồng. Vì coi Phong như đứa em trong nhà nên nhiều lần Mai Chân đã có ý định mai mối để Phong kết bạn với Dung là thư ký của Nam Đàn, hy vọng hai người có thể tiến xa. Phong thì bằng lòng ngay, nhưng Dung lại giữ thái độ lạnh nhạt, là Mai Chân chẳng những ngạc nhiên mà còn thấy bực bội. Nàng bảo chồng: "Cái con Dung á, em chả biết nó muốn cái gì. Đã có một đời chồng, một đứa con riêng rồi, trong khi chú Phong thì chú còn độc thân, lại hiền lành chăm chỉ nữa, vậy mà nó chê, đúng là ăn mày đòi xôi gấc." Đàn cười bảo: "Em nói thế cũng quá đáng. Tuy nó có một đời chồng rồi nhưng nó cũng còn đẹp, thiếu gì người theo đuổi. Em ví nó như ăn mày thì anh thấy không là đúng. Với lại thằng Phong đâu đáng gọi là xôi gấc, xôi lạc thì được." "Tại em quen miệng thôi. Nhưng mà em thấy con Dung nó chê chú Phong thì em thấy lạ lắm. Em cứ tưởng là chú Phong phải chê nó mới đúng chứ. Hóa ra là ngựa về ngược." Buổi họp mặt hôm nay ở nhà Nam Đàn chả có mục đích gì quan trọng. Tháng tư bước vào mùa xuân thì anh bảo vợ cùng cô thư ký làm vài món đơn giản, mời thiên hạ đến cho vui. Thức ăn không lo thiếu, bởi dân ở đây có thói quen là hễ tới nhà bác sĩ Nam Đàn thì thường tự đem theo mỗi người một món gì đó thay vì mua quà tặng. Trong lúc Nam Đàn nói chuyện với Phong thì Mai Chân tiếp hai phụ nữ ngồi ở cái ghế băng kê sát vách trên sân gạch đỏ trông ra hồ bơi nước trong xanh. Một người là vợ ông nha sĩ cùng trà lứa với Mai Chân, bà kia là vợ ông dược sĩ lớn hơn Mai Chân khoảng 10 tuổi. Mặt trời đã xuống sau rặng cây ở cuối vườn, chỉ còn những tia nắng lẻ loi xuyên qua kẽ lá, chạy xiên trên thảm cỏ mới cắt thẳng tắp. Mai Chân và hai bà bạn đang vui câu chuyện về con cái, thì một người đàn ông tuổi khoảng 40 tiến đến trước mặt Mai Chân, tay bưng ly coca pha rượu cô nhắc. Chắc ông đã uống khá nhiều nên da mặt đỏ gay và cặp mắt dường như đang nhíu lại như người buồn ngủ. Đó là Trần Hiệu, quen với Nam Đàn từ ngày còn ở Việt Nam. Quen sơ thôi, vì dạo ấy Trần Hiệu bỏ mối thuốc Tây ở Sài Gòn. Nhưng qua đây gặp lại cùng một thành phố thì nói chuyện với bất cứ ai, Trần Hiệu cũng làm ra vẻ rất thân với bác sĩ Nam Đàn như một người bạn cùng trường, cùng lớp. Trần Hiệu thường kể: "Tôi không có cái số làm bác sĩ, cho nên lúc mà anh Đàn vào trường y khoa đó, thì tôi theo ngành kịch nghệ." Câu nói úp mở ấy Trần Hiệu vẫn nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần, để rồi ngay sau đó Hiệu thở dài tỏ ý hối tiếc là mình đã chọn lầm thành phố trầm lặng này để định cư. Hiệu phải sang Cali mới có đất dụng võ cho sở trường của Hiệu. Người nghe cứ nghe chứ chả mấy ai để ý đến Hiệu. Nhưng một hôm trong buổi khai trương quán cà phê mới mở của một người quen, Hiệu được mời đến dự vì Hiệu vốn thích cái không khí nhàn hạ, ngồi nhâm nhi từng hớp cà phê có tiếng nhạc êm đềm phụ họa. Hôm ấy, thấy đồng hương đông đảo vây quanh, Trần Hiệu lại hứng chí quảng cáo về mình khá mạnh miệng. Nhưng không may cho Hiệu là bà Trúc, chủ tiệm vải kế bên, vừa bưng chậu cây phát tài sang mừng người bạn hàng mới. Nghe Trần Hiệu nổ lớn quá, bà ngứa mồm lên tiếng hỏi: Ông bảo ở đây là ông không thi thố được sở trường của ông. Thế tôi hỏi nhá, sở trường của ông là cái gì? Hiệu chưa nao núng, hãnh diện đáp:
Nghề chính của tôi là đạo diễn điện ảnh, nhưng mà phim ảnh Việt Nam chưa phát triển được ở hải ngoại thì tạm thời tôi đạo diễn kịch. Kịch nói đó, tức là thoại kịch chứ không phải là cải lương. Kịch thì dù sao thì cũng dễ hơn phim nhiều. Thật ra thì khi còn trong nước, Trần Hiệu chỉ là người vác máy cho đoàn quay phim, vì khi miền Nam mới bắt, ông cần một chỗ núp để khỏi bị đẩy ra khỏi thành phố. Nhờ vậy ông cũng biết nhiều về sinh hoạt trong giới điện ảnh và sân khấu. Sang đây nhìn quanh không thấy ai quen, Trần Hiệu tự nâng cấp cho mình lên hàng đạo diễn. Bà Trúc vốn ghét những người nói nhiều mà làm ít, nên không dằn được, phải hỏi cho ra lẽ. Hai bà bên cạnh bà cũng đều nhìn Trần Hiệu bằng ánh mắt dè dặt. Chỉ khác một điều là họ không có phản ứng, vì cũng giống như đại đa số người Việt, họ ngại đối chất bởi sợ mất lòng. Nghe một kẻ khoác lác, dù biết trăm phần là nói dóc, người ta vẫn cứ yên lặng lắng nghe, rồi sau đó mới chửi sau lưng. Bà Trúc thì không chịu được như thế, bà thường bảo: "Nó nói dóc là lỗi tại mình, vì mình cứ há mồm ra nghe dù là biết nó nói dóc. Gặp tôi à, tôi phang ngay, lần sau bố bà cũng chả dám phét lát trước mặt tôi." Phải nói là Trần Hiệu xui xẻo lắm mới đụng phải bà, bởi loại người như bà thật hiếm trong cộng đồng. Bà hỏi thêm: "Thế ông đạo diễn được bao nhiêu vở kịch rồi?" Trần Hiệu cười tự tin: "Nhiều lắm rồi." "Thí dụ như là vở gì? Tôi thì tôi mê kịch lắm. Ông nói thử tôi nghe xem có cái vở kịch nào tôi quen không?" Mấy người đứng vây quanh đều trố mắt chờ đợi câu trả lời của Trần Hiệu. Trần Hiệu ấp úng đáp: "Nhiều lắm rồi, tôi nhớ không có nổi." "Không nhớ nổi một vở kịch mình làm đạo diễn à? Là à thật đấy nhỉ? Ông học trường sân khấu nghệ thuật năm nào?" Trần Hiệu lúng túng cười gượng: "Ơ, bà điều tra lý lịch tôi hay sao đây mà bà hỏi làm gì mà hỏi kỹ thế?" "Không, tại vì tôi thấy nếu mà ông có tài thật thế thì tại sao không dọn sang Cali mà làm văn nghệ? Ở cái thành phố khỉ ho cò gáy này, ông nói sao thì người ta nghe vậy chứ có ai biết gì về điện ảnh với kịch nói đâu. Ông vừa bảo kịch thì dễ hơn phim, sao không dựng thử một vở kịch cho đồng bào đây xem cho người ta biết đến cái tài của ông. Này, nói ông đừng buồn nhé. Tôi ghét những người chỉ có nói mà không làm. Tôi ly dị là cũng chỉ vì cái lý do đấy đấy. Cái ông chồng tôi à, cũng có cái tật cứ nói mà không bao giờ làm. Thành ra sốt ruột bỏ quách cho trắng mắt." Trần Hiệu bực mình đáp: "Sớm muộn gì tôi cũng đi khỏi, chứ tôi sống làm gì ở cái thành phố này. Thành phố này làm gì có diễn viên mà bà bảo tôi dựng kịch. Tôi dựng kịch để mời bà đóng vai chính à? Bà đóng được thì tôi sẽ dựng kịch ngay cho bà đóng ạ." Mấy người bên cạnh cùng cười, nhưng Trần Hiệu chưa dứt câu, bà Trúc đã nhún vai bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Chỉ được cái nơi phép, kéo màn chưa chắc người ta cho, chứ đừng nói đòi làm đạo diễn." Mấy người chung quanh cùng theo bà giải tán. Trần Hiệu tức quất lên, hầm hầm nhìn theo và nói lớn: "Bà thì bà chỉ có đóng vai Hà Bá là hợp." Rồi Trần Hiệu hạ giọng nói một mình cho vơi cơn giận: "Bà cũng xạo thấy mẹ chứ bà có ngay thẳng gì đâu. Bị chồng bỏ mà lúc nào cũng khoe là bỏ chồng. Ông ấy bỏ bà như thế là chậm đấy. Ở được với Hà Bá hơn 10 năm, đáng thưởng cho ông một cái huy chương vàng." Bà Trúc nghe hết những lời cay đắng của Trần Hiệu, nhưng lờ đi vì không muốn cãi lộn trong ngày khai trương cửa tiệm của một đồng hương. Và lại bà thấy vạch mặt Trần Hiệu như vậy cũng đủ rồi. Ở thành phố này bà nổi tiếng là người ăn nói bạo mồm, không nể nang ai. Nhất là mấy năm gần đây, gia đình bà thất bại về mọi mặt. Thuở trước, bà mở cửa hiệu bán vải, kiếm ăn rất khá, nhờ đúng thời điểm. Là vì cả chục năm đầu của đời tị nạn, thân nhân trong nước thiếu mặt hàng tiêu dùng. Dù có tiền cũng không có hàng mà sắm. Người ta ùn ùn mua vải của bà, cùng với những thứ thiết dụng khác như thuốc tây, sâm cao ly, máy móc, chuyển về giúp gia đình ở quốc nội. Đến nay thì mọi thứ mặt hàng trong nước đều đã tràn ngập. Người trong nước bây giờ chỉ thích tiền. Vải của bà trở thành thừa thãi, chẳng còn ai ngó đến nữa. Bà cầm cự không nổi ngày hai bữa, trong khi chồng bà vẫn ngựa quen đường cũ, chỉ rong chơi ăn nhậu với bạn bè. Thói đời, lúc giàu sang thì dễ tính, dễ tha thứ, lúc xuống dốc thì hơi một tí là gắt gỏng. Hai vợ chồng đại chiến liên tục cho đến ngày chia tay cách đây 2 năm. Ông chồng mừng rỡ ra đi tay không, lấy người khác. Còn bà thì vẫn cố bám lấy tiệm vải, không nỡ đóng cửa, vì biết trước về nhà ngồi sẽ càng buồn bực hơn. Bà chỉ giữ cái địa điểm thuận tiện của cửa tiệm vải, nhưng sống bằng một dịch vụ khác là nhận chuyển tiền về Việt Nam.
Từ hôm đụng độ với bà Trúc, Trần Hiệu quyết chí sẽ tìm dịp diễn một vở kịch để con mẹ lắm mồm này biết rằng Hiệu không nói phép. Kịch bản thì không khó khăn gì, bởi ông sẽ lấy lại kịch cũ người ta đã diễn nhiều lần. Tất nhiên ông không thể khai thác những vở kịch quá nổi tiếng và phức tạp nội tâm như Lôi Vũ hay kịch cổ điển Tây Phương như Romeo and Juliet. Ông sẽ lựa một vở kịch giản dị nhưng có sức hấp dẫn để khán giả đừng lăn ra ngủ trong rạp là được rồi. Ông làm gì có đối thủ ở đây mà phải lo. Một hôm Trần Hiệu đi ăn trưa ở tiệm phở, tình cờ gặp bác sĩ Nam Đàn. Hiệu làm nghề địa ốc nên thì giờ rất rộng rãi, nhất là lúc này thị trường nhà cửa đang đứng lại. Đàn cũng mới tới tiệm nên rủ Hiệu ngồi chung một bàn. Hiệu vừa kéo ghế thì bác sĩ Đàn bảo: "Này, cậu đụng độ với bà Trúc bán vải hồi nào mà nghe bà ấy nói ầm lên là mới cho cậu một trận về tội nói dóc." Hiệu tái mặt gượng cười xua tay: "Ôi, cái con mẹ lắm mồm ấy bị chồng bỏ đâm ra ăn nói lung tung." Tuy bề ngoài phân trần như vậy nhưng trong lòng Hiệu đau điếng. Bát phở bưng ra ăn thấy nhạt nhẽo hẳn đi. Chẳng phải đến hôm nay Hiệu mới nghe Đàn báo cáo về chuyện này. Chỉ vài ngày sau lần gặp gỡ định mệnh với bà Trúc tại quán cà phê mới khai trương, bản tin đại chiến đã được loan đi rất nhanh và rất rộng. Trần Hiệu buốt nhói vì gặp ai, bà Trúc cũng oang oang cho biết đã dạy cho Hiệu một bài học. Thiên hạ bắt đầu nhìn Hiệu bằng ánh mắt cười cợt vì Hiệu nói dóc bị bắt quả tang. Hiệu xuống tinh thần lắm, cố quên đi hình ảnh con mẹ bán vải độc ác đó. Nhưng cứ vừa tạm quên thì lại có người khác khơi dậy, vì bà Trúc bán vải coi việc mắng Trần Hiệu là một thành tích cần phải khoe với tất cả đồng hương trong thành phố. Hôm nay thì Hiệu lại càng xót xa hơn, vì nếu bác sĩ Đàn mà cũng nghi ngờ Hiệu nói dóc rồi nhạt dần tình cảm với Hiệu thì Hiệu sẽ ân hận suốt đời, bởi Hiệu vẫn hãnh diện là bạn thân của vợ chồng bác sĩ Nam Đàn. Lỡ ném lao phải theo lao, đằng nào cũng đã cưỡi cọp rồi. Sau khi ăn vội vã tô phở với Đàn, Trần Hiệu trở về ngay văn phòng công ty địa ốc, chui vào buồng riêng khép cửa lại. Ông cần phải cải chính ngay cái mồm độc địa của bà Trúc. Ông ngồi thừa người ngẫm nghĩ và thở dài thườn thượt. Cải chính bằng cách nào bây giờ? Chợt thấy tờ Văn Nghệ Tiền Phong ông mua dài hạn đặt ở đầu bàn mà lúc nãy ông đang xem dở mấy ô cáo phó trong lúc ế ẩm không có khách mua nhà. Hiệu tiến lại cầm tờ báo lên, nhìn đăm đăm một lúc rồi nảy ra một sáng kiến. Ông gấp tờ báo quăng lên mặt cái sofa cũ kê sát tường đối diện là nơi ông vẫn thường nằm ngủ trưa. Ông ngồi vào bàn lấy giấy bút thảo ngay mấy dòng nhắn tin để gửi gấp trong ngày hôm nay. Đạo diễn Trần Hiệu tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ trước 75, cần liên lạc lại với các bạn trong nhóm nghệ thuật sân khấu Mây Trắng, từng diễn chung vở kịch Thành Cát Tự Hãn và nhiều vở kịch khác. Nhận được tin này, xin các bạn liên lạc ngay với Trần Hiệu, số 77 Oak Street, Golden City. Viết xong đọc lại hai lần, Trần Hiệu gật gù hài lòng. Bản nhắn tin sau khi đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong, ông sẽ photo và dí vào mặt cả thành phố cho chúng nó thấy ông là đạo diễn thật. Nhưng suy tính thêm một chút, ông chợt khựng lại vì nghĩ ra đòn này chưa cao, chưa phải là diệu kế. Sẽ có kẻ, chẳng hạn như con mẹ Trúc, hô hoán lên rằng ông tự phịa ra ông là đạo diễn rồi đăng báo, thì ông cãi làm sao được. Bởi vậy ông phải đổi ngược lại một nhắn tin cho có hiệu quả hơn. Ông vò tờ giấy ném vào thùng rác rồi lấy tờ khác ra viết: "Nhóm nghệ thuật sân khấu Mây Trắng vừa quyết định hoạt động lại, cần tìm đạo diễn Trần Hiệu, người đã từng đạo diễn cuốn phim Lên Núi Hái Chè, được giải thưởng của Trung tâm Quốc gia Điện ảnh. Nhận được tin này, xin liên lạc gấp với Thiên Hương hoặc Thủy Nhung, PO Box 88 San Francisco, Cali 94109. Ai biết tin đạo diễn Trần Hiệu ở đâu, xin vui lòng nhắn dùm. Nhóm Mây Trắng chân thành cảm tạ." Trần Hiệu đọc lại 2-3 lần rồi mới bỏ vào phong bì kèm theo tấm check và chạy lại bưu điện gửi hỏa tốc cho tờ báo. Thư gửi đi rồi, Trần Hiệu sốt ruột đứng ngồi không yên. Hơn 2 tuần sau báo mới về. Trần Hiệu ngấu nghiến mở ra, hớn hở nhìn thấy một nhắn tin của mình. Ông thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân đè trên ngực từ nửa năm nay. Niềm vui đã lớn lại càng lớn hơn vì ngay chiều hôm đó, lúc Hiệu đang photo trang báo thì bác sĩ Đàn gọi Hiệu. Đàn bảo: "Hiệu hả?
Có cái nhóm nghệ sĩ nào đang tìm cậu, nhóm Mây Trắng gì đó, cần gặp cậu gấp đấy. Chắc là để làm phim. Họ nhắn tin trên báo, cậu đã đọc chưa? Trần Hiệu ngây thơ đáp: Chưa anh, báo nào anh? Vâng vâng, để tôi coi. Cảm ơn anh. Trần Hiệu gác phone rồi ngồi phịch xuống sofa, đặt bàn tay lên ngực vì niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim. Bác sĩ Đàn biết Hiệu là đạo diễn, nhiêu đó đủ rồi. Sớm muộn gì mẩu nhắn tin này cũng sẽ lọt vào mắt con mẹ bán vải. Trần Hiệu nhắn tin tìm người ta thì còn bị nghi ngờ, chứ người ta nhắn tin tìm đạo diễn Trần Hiệu thì rõ ràng như ban ngày, còn ai ngờ vực gì nữa. Quả nhiên đúng như Hiệu mong ước, cái tiểu xảo tự đăng báo nhắn tin tìm mình đạt thắng lợi vượt chỉ tiêu. Thành phố nhỏ, cộng đồng gắn bó, nên chỉ một tuần sau hầu như ai cũng biết một nhóm nghệ sĩ ở Cali đang nóng ruột tìm Hiệu. Bạn bè điện thoại tới tấp hỏi thăm, và xem chừng ai cũng nhìn Hiệu bằng cặp mắt khác. Hiệu hình dung ra con mẹ bán vải giờ này chắc cũng đang lộn ruột lên, vì không ngờ Hiệu là đạo diễn thật. Thậm chí có hôm tình cờ gặp ngoài đường, Mai Chân chia vui với Hiệu rồi hỏi: Thế chừng nào anh dọn đi Cali? Anh nói đúng đó, ở đây làm gì có đất dụng võ cho người tài như anh. Trần Hiệu nhún nhận đáp: Vâng, cảm ơn chị. Mấy cô bên ấy cũng cứ hối thúc quá, nhưng mà tôi còn phải tính lại. Họ định làm phim rồi mướn tôi làm đạo diễn. Budget thì có rồi, diễn viên cũng có rồi, chỉ có điều là kịch bản tôi không có hài lòng lắm. Thì anh sửa lại chuyện phim. Trần Hiệu thở dài: Nhưng mà sợ họ buồn chị ạ. Tôi đã nói nhiều lần rồi mà họ không nghe tôi. Muốn làm phim cho Mỹ xem ấy, thì mình chỉ có thể khai thác một đề tài duy nhất là phong tục. Chị nghĩ coi, mình khai thác võ thuật thì thua Hồng Kông, mà action thì thua Mỹ. Nói đúng ra thì mặt nào mình cũng thua điện ảnh Mỹ cả. Chỉ có một đề tài về phong tục cổ truyền mình mới khai thác và mới được Mỹ chú ý. Mai Chân gật gù cảm phục nhận xét sâu sắc của Trần Hiệu. Đúng là một người có đầy kinh nghiệm chuyên môn. Nàng nói: Thế thì khi nào anh đi, nhớ cho vợ chồng tôi biết để làm tiệc tiễn nhé. Trần Hiệu cảm động đáp: Cảm ơn chị, tôi có đi thì cũng phải chào anh chị rồi.
ở công ty địa ốc hỏi thăm chuyện làm phim. Hiệu thở dài thườn thượt rồi bảo: "Ôi, chưa đâu vào đâu cả. Tôi đang nghiên cứu kịch bản. Tính tôi thì không có ưa thả mồi bắt bóng. Khi nào mà họ lo xong mọi việc, có hợp đồng dài hạn hẳn hoi, tôi mới dọn đi." Ở đời sao có những người cứ khổ vì căn bệnh nói dóc, khổ một cách vô lý bởi do chính cái mồm mình tạo ra, chỉ vì một chút hào quang giả tưởng, một chút tên tuổi hư danh, mà cứ tưởng lầm là thiên hạ sẽ nể phục. Họ quên rằng trong xã hội mỗi người một cuộc sống riêng, có ai quan tâm đến ai đâu mà phải mua lấy những vất vả như vậy. Giả như Trần Hiệu có là đạo diễn thật đi chăng nữa, thì cuộc sống của ông cũng có thay đổi gì được đâu. Ông vẫn phải lái xe đi chào hàng để bán nhà hoặc mua nhà mà kiếm sống, chứ đâu có vì cái danh đạo diễn mà thiên hạ thay phiên nuôi ông, khiến ông chỉ việc ngồi chơi xơi nước. Đâu có vì cái danh đạo diễn mà người ta phải khúm núm chào hỏi. Thế thì nói dóc để làm gì? Cái tật chuộng hư danh là một truyền thống xấu xa nhất của người Việt, mà chẳng biết đến thế hệ nào mới chấm dứt. Xấu xa bởi nó đưa đến bao nhiêu hệ quả tồi tàn. Người ta đánh nhau, chửi nhau, dùng mọi thủ đoạn đê tiện nhất để hạ nhau, cũng chỉ vì hư danh. Trường hợp của Hiệu là còn nhẹ đấy, bởi thành phố này vốn hiền hòa, lại không có báo, có đài để phang nhau. Rồi cứ thế ngày qua ngày, Hiệu có lúc hối hận nghe thiên hạ đàm tiếu về mình với những lời bình phẩm đầy ngờ vực. Đài phát thanh của bà Trúc Bán Vải lại vang lên những lời chê bai Hiệu. Hiệu thao thức suy tính và quyết định phải gỡ danh dự bằng cách dựng một vở kịch ngay tại thành phố này, để ít ra người ta thấy Hiệu có tài thật. Nhưng muốn dựng kịch thì phải có tiền và có diễn viên. Đó là lý do hôm nay ông đến đây, chuẩn bị sẵn để đem ra bàn thảo với một người mà ông tin là có thừa khả năng giúp ông thực hiện giấc mộng. Người đó là Mai Chân. Ông uống hớp nước rồi bảo: "Có chuyện này định bàn với anh chị. Tôi chưa có nói với anh Nam Đàn, nhưng mà tiện gặp chị ở đây thì tôi trình bày luôn với chị trước." Một trong hai bà đang đứng bên Mai Chân vội lên tiếng ngắt lời: "Thế chúng tôi nghe được không? Ờ mà hay thôi, để tụi này đi chỗ khác, anh nói chuyện với chị Chân cho nó tiện." Trần Hiệu xua tay tươi cười: "Không ạ, chả có gì bí mật cả, hai chị cứ đứng đây, không phải đi đâu cả. À, tôi cũng cần ý kiến của hai chị. À, thưa thế này, tôi thấy năm nào văn nghệ Tết hay là văn nghệ Trung Thu của mình cũng giống như nhau. Mời một hai ca sĩ từ Cali qua, rồi cùng với ca sĩ local hát rồi nhảy đầm. Cộng đồng bắt đầu chán rồi, vì cứ lặp đi lặp lại mãi." Trần Hiệu ngừng lại. Mai Chân nhíu mày hỏi: "Thế anh có cái sáng kiến gì? À, sao anh không nói chuyện với nhà tôi đó?" Trần Hiệu gật đầu nói: "À, tôi sẽ trình bày với anh chứ. Nhưng mà tôi hỏi ý kiến chị trước. Thế này ạ, tôi định tổ chức một đêm diễn kịch. Kịch nói đó, tức là mình gọi là thoại kịch. Kịch là chính. Nếu cần thì phụ diễn một vài bài hát để truyền cảnh thôi, nhưng mà chủ yếu là kịch. Chị thấy thế nào?" Mai Chân chưa kịp phát biểu thì bà vợ ông dược sĩ lên tiếng: "Ồ, nếu mà anh làm được như thế thì tốt đấy. Thay đổi đi, chứ cứ hát mãi nhàm lắm rồi. Nhưng mà thế này, liệu có tìm ra diễn viên không?" Trần Hiệu nghiêm trọng đáp: "Diễn viên dù không chuyên, nhưng mà ăn thua là ở đạo diễn." Và để lôi kéo Mai Chân nhập cuộc hỗ trợ cho dự án của mình, Trần Hiệu nhìn nàng tha thiết nói thêm: "À, tôi mời chị đóng một vai." Thôi, tôi mà đóng cái gì? Tôi không có đóng kịch bao giờ đâu." Trần Hiệu nhấn mạnh: "Tôi biết chị đóng được. Hồi đó chị từng diễn kịch thơ về Hai Bà Trưng, ai cũng khen. Rồi năm nào chị trả tập kịch cho các em diễn vào Tết Trung Thu. Tôi biết chị có khả năng diễn xuất." Vợ ông nha sĩ quay nhìn Mai Chân mỉm cười, rồi nửa đùa nửa thật hỏi Trần Hiệu: "Thế anh xem tôi có đóng được cái vai gì không? Thí dụ như là vai đánh ghen chẳng hạn. Vai đó thì tôi xuất sắc, chả cần đến đạo diễn." Trần Hiệu phì cười rồi nhắc lại với Mai Chân: "À, chị Chân ơi, chị đừng từ chối. Tôi có cái nhìn của người chuyên môn, tôi biết chị sẽ làm tròn vai diễn." Bà vợ ông nha sĩ cũng khuyến khích: "Bà đóng được á, bà ăn nói trước đám đông bà quen rồi, đâu có như bọn tôi, đóng đi." Ở đời này không có ai không thích khen, cho nên Mai Chân thấy vui hẳn lên trong lòng, nhưng khiêm tốn nói: Để tôi hỏi nhà tôi xem thế nào đã nhé." Rồi nàng nhìn về phía chồng, giơ tay vẫy và gọi lớn:
Anh ơi, anh, lại đây, lại em nhờ chút xíu nè, lại đây. Nam đàn bỏ mấy người bạn bước nhanh tới, tay cầm chai bia còn hơn một nửa. Mai Chân nhìn Trần Hiệu, nhắc lại. Đó, anh nói chuyện với nhà tôi đi. Trần Hiệu quay sang Nam đàn, tha thiết lặp lại đề nghị của mình. Bác sĩ Nam đàn đồng ý ngay. Cái nghề làm việc cộng đồng, gặp ai tự nguyện đóng góp là phải chộp ngay, dại gì mà bỏ lỡ cơ hội. Nam đàn cần có sinh hoạt phục vụ đồng hương, nhất là một sinh hoạt văn nghệ mới mẻ và hấp dẫn, cho đồng bào xem miễn phí để lấy tiếng cho hội. Nam đàn nhìn Hiệu kết luận. Ý kiến hay đấy, ông xúc tiến đi, cần gì thì ông cho tôi biết. Rồi Nam đàn quay trở lại chỗ cũ với mấy người bạn để tiếp tục câu chuyện dở dang. Trần Hiệu níu lại và nói thêm. Anh Đàn ơi, tôi đang năn nỉ chị Mai Chân giúp tôi một vai, anh đừng có ém tài của chị đấy. Nam đàn nhìn vợ gật đầu. Chỉ sợ nhà tôi bận nhiều công việc quá, làm gì có thì giờ mà tập dượt. Nam đàn nói thế tức là đồng ý rồi. Trần Hiệu sung sướng nán lại bên Mai Chân, thuyết phục thêm một hồi nữa rồi kết luận. Như vậy là trên nguyên tắc chị đã nhận lời, anh Đàn cũng đã bằng lòng, tôi sẽ bàn chi tiết với chị sau về kịch bản. Mai Chân hài lòng gật đầu, chỉ làm bộ nói một câu cho có chuyện. Nhưng mà anh nhớ nha, anh cho tôi cái vai nào dễ dễ thôi đó, khó quá tôi diễn không có nổi đâu. Trần Hiệu mừng rỡ như trúng số. Sự góp mặt của Mai Chân trong vở kịch sẽ là sợi dây cột chặt Nam đàn vào việc tổ chức, để Nam đàn chi tiền và bố trí nhân lực cho đêm hội diễn. Buổi trình diễn phải được đặt dưới danh nghĩa của tổ chức Hội Ái Hữu Tương Trợ Đồng Hương do Nam đàn làm chủ tịch, thì mới thu hút được người đi xem đông đảo. Đó là cái mục tiêu chính của Trần Hiệu, là cái ước mơ mà ông ấp ủ đã hơn nửa năm nay, kể từ hôm bị bà Trúc phang cho một trận ở tiệm cà phê mới khai trương. Vợ chồng Nam đàn đang là những cái phao chẳng những cứu vớt ông ngoi lên khỏi dòng nước lũ mà còn đưa ông lên đài danh vọng. Ông bảo Mai Chân, tôi vừa nói với chị, tôi có cái nhìn chuyên môn của tôi. Người ta có thể chưa thấy cái tài của chị, nhưng tôi thấy chị không có khả năng, không bao giờ tôi dám mời. Tôi đâu có thể đưa chị lên sân khấu làm trò cười cho thiên hạ. Vai trò của chị, vị thế của anh Đàn đâu có cho phép tôi làm như vậy. Dù sao chị cũng là nhân vật số một ở thành phố này. Xin chị cứ an tâm, ngày mai tôi bắt đầu viết lại kịch bản, phân cảnh, phân vai, rồi mình bắt tay vào tập dượt. Hai bà bạn của Mai Chân thấy Trần Hiệu và Mai Chân háo hức xoay hẳn sang đề tài tập kịch, liền bấm nhau rút lui để hai người nói chuyện. Mai Chân lùi lại, ngồi xuống cái ghế băng đá kê sát hàng rào ngăn đôi nhà hàng xóm. Trần Hiệu cũng bước lại bên cạnh. Mai Chân ưu tư hỏi. Thế anh tính là anh diễn cái kịch gì anh Hiệu? Bây giờ mới có tháng 4 à? Còn gần cả một năm nữa mới tới Tết, tha hồ mà tập ha. Trần Hiệu đã chuẩn bị trước, liền đáp. Tôi không có ý định diễn vào hội chợ Tết, vì trường kịch mà diễn vào ngày Tết thì không được vui. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ chọn một vở kịch rất quen thuộc mà ai cũng biết, vừa dễ diễn, dễ hiểu và dễ hấp dẫn khán giả. Đó là vở Quan Âm Thị Kính, mình diễn vào tháng 8, mùa Vu Lan. Mai Chân hơi giật mình vì bất ngờ, nàng nhíu mày hỏi nhỏ. Quan Âm Thị Kính à? Vở kịch ấy thì tôi đóng cái vai gì bây giờ? Mai Chân vừa dứt lời thì thấy chồng mình đứng trên thềm nhà, giơ tay gọi lớn. Sắp bắt đầu rồi, ai coi thì mời vào. Lập tức đa số các ông đều đáp lời gọi của Nam đàn, rút lui hết vào, bỏ lại mảnh sân rộng cho các bà từng nhóm nói chuyện. Trần Hiệu bảo Mai Chân, có trận boxing tranh chức vô địch heavyweight, hấp dẫn lắm, thành thử dân ghiền đâu có bỏ qua được. Mai Chân nói, anh không muốn coi thì vào coi đi. Để tôi tiếp khách các bà ngoài đây nè. Trần Hiệu xua tay lắc đầu. Ông có đâu có thể bỏ lỡ cái cơ hội này được. Giấc mộng dựng kịch đang sắp thành sự thật. Ông chỉ cần Mai Chân gật đầu là xong. Ông nói, không chị, tôi không có mê boxing. Với lại đang bàn chuyện dở dang với chị. Vâng, mình diễn vở Quan Âm Thị Kính vào dịp Vu Lan là hợp lý hơn cả. Chị nghĩ coi, một năm mới có một hội chợ Tết, rồi đồng bào mình cứ chờ từ tháng 2 năm này tới tháng 2 năm sau mới lại có văn nghệ Tết. Mình diễn là tháng 8 là hay nhất, coi như là giữa năm. Mai Chân vẫn thắc mắc. Nhưng mà tôi đóng vai gì? Trần Hiệu hỏi. Thế chị đã coi cái vở kịch này bao giờ chưa đã? Chưa. Nhưng mà chuyện Quan Âm Thị Kính thì ai mà chả biết.
Chẳng những biết mà tôi còn thuộc lòng nữa, vì tôi vẫn đọc cho các em thiếu nhi nghe mà. Đại khái là Tiểu Kính Tâm là gái giả trai đi tu, rồi bị con gái phu ông là Thị Mầu dụ dỗ, rồi Thị Mầu chữa hoang với người đầy tớ, rồi đổ tội cho Tiểu Kính Tâm, rồi Kính Tâm phải im lặng chịu tiếng oan, bị đuổi ra khỏi chùa rồi nuôi con của Thị Mầu. Cho đến khi chết thì cả làng mới biết Kính Tâm là gái. Thì đại khái là như thế, nhưng mà tôi muốn hỏi là tôi đóng cái vai gì? Trần Hiệu uống cạn ly nước ngọt pha rượu rồi chậm rãi cắt nghĩa. Chị rành quá rồi. Vở kịch tuy mang tên là Quan Âm Thị Kính, nhưng cái vai nổi nhất từ đầu đến cuối là Thị Mầu. Đó là một vai tính cách tối quan trọng. Thiếu nó thì không tạo được nỗi oan của Tiểu Kính Tâm. Cho nên xuyên suốt toàn vở kịch, Thị Mầu luôn luôn là mấu chốt của câu chuyện. Vừa đáng thương vừa đáng trách. Nó cũng nói lên được cái hủ tục ngả vạ ngày xưa ở thôn quê miền Bắc. Cả làng chỉ rình rập để được ăn bữa cỗ do gia đình cô gái chở hoang khoản đãi để chuộc tội. Mai Trân ngắt lời. Tôi biết rồi, anh muốn tôi đóng vai Tiểu Kính Tâm phải không? Trần Hiệu nghiêm mặt đáp. Không, tôi muốn chị đóng vai Thị Mầu. Mai Trân trợn mắt kêu lên. Hả? Thị Mầu? Tôi mà đóng vai Thị Mầu hả? Trần Hiệu đặt cái ly không xuống chân rồi nhắc lại. Thị Kính thì ai đóng chả được, vai ấy dễ quá mà, Thị Mầu mới là khó. Chứ khó mà Trần Hiệu vừa nói đến không phải chỉ nhắm vào khả năng thể hiện vai kịch, tức là cái tài diễn xuất, mà hơn thế nữa, trong thâm sâu Trần Hiệu còn muốn hiểu ngầm một điều quan trọng hơn là vóc dáng, là thân hình của người đóng vai Thị Mầu. Cả nửa năm nay Trần Hiệu cứ xem đi xem lại cuốn phim Quan Âm Thị Kính do trong nước sản xuất dưới cái tựa mới là Khát Vọng Bi Thương, do Thanh Thanh Hiền diễn vai Thị Mầu. Thị Mầu của Khát Vọng Bi Thương đã làm mê mẩn ngả nghiêng tâm hồn Hiệu. Cái váy ngắn, cái yếm trần, tấm lưng thon, gò ngực đầy, tất cả từ khuôn mặt đến toàn thân đã toát ra sự khát khao tận cùng của thể xác, làm lôi cuốn mãnh liệt tâm hồn Hiệu, khiến Hiệu cứ phải xem đi xem lại mãi. Mà chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn Thị Mầu trong cuốn phim ấy, Hiệu lại liên tưởng ngay đến Mai Trân, có nét mặt và thân hình hao hao giống như vậy. Trần Hiệu bảo, Thị Mầu khó về vai diễn đã đành, mà khó cả về trang phục nữa. Thị Kính thì chỉ có mỗi chiếc áo cà sa, Thị Mầu thì thay đổi liên tục, chẳng hạn là áo tứ thân. Đâu phải ai mặc tứ thân cũng được, phải có cái dáng người như chị mới mặc được. Mai Trân hãnh diện gật đầu. Trần Hiệu lại tiếp, tuy là mình tự biên tự diễn, nhưng mà phải làm đến nơi đến chốn chị ạ. Tôi muốn khán giả sau khi xem vở kịch đừng có ai chê mình là bôi bác, mình làm cho có. Mai Trân cười. Anh sợ mất tiếng của anh phải không? Trần Hiệu cũng cười theo. Mất tiếng của chị nữa chứ, của mỗi người cùng xuất hiện trên sân khấu đêm ấy. Trần Hiệu vừa dứt câu thì Dung, thư ký của đàn, từ lò bạc ba kêu bưng đĩa thức ăn tới cho Mai Trân và vui vẻ hỏi. Ồ, em nghe anh đàn nói là anh Hiệu đang cần người đóng kịch, có vai gì cho em không anh Hiệu? Tuy hỏi thế nhưng Dung lại quay đi ngay, không chờ Trần Hiệu trả lời. Cô trở về với công việc của mình ở lò nướng bên cạnh đàn. Trần Hiệu để ý thấy một điều rõ ràng là Dung luôn luôn ăn diện hơn Mai Trân. Thư ký lúc nào cũng nổi bật hơn chủ. Dung trẻ hơn Mai Trân vài tuổi, lấy chồng vội vã ở trại tị nạn và có đứa con gái. Sang đây nhìn quanh, thấy thằng chồng mình tầm thường quá nên nàng bỏ. Sau khi ly dị, Dung mới xin làm thư ký cho phòng mạch của đàn. Tính đến nay đã 3 năm. Chờ Dung đi xa hẳn, Trần Hiệu mới giảng cho Mai Trân tỉ mỉ hơn. Tôi đã đi coi lại cái vở kịch Quan Âm Thị Kính. Ở dạng kịch nói cũng có, cải lương cũng có, trèo cổ cũng có, rồi phim truyện cũng có. Ở dạng nào thì Thị Mầu cũng vẫn là vai chính. Thậm chí nhiều nơi diễn Quan Âm Thị Kính mà họ đổi hẳn tên kịch là Thị Mầu Lên Chùa. Thành bại của vở kịch hoàn toàn tùy thuộc vào một vai là Thị Mầu. Tôi thấy chị đóng là thích hợp hơn cả. Mai Trân phân vân nhìn xuống chân rồi hỏi nhỏ. Nhưng mà nó có kỳ không anh? Vai đó nó lẳng lơ quá à? Trần Hiệu say sưa tiếp. Kỳ là kỳ thế nào? Thị Mầu là một vai khó nhất, không có tài không đóng được. Người ta thường hiểu lầm rằng vai Thị Mầu chỉ cần diễn tả một cô gái lẳng lơ là đủ. Hoàn toàn sai. Nó là sự biến chuyển sâu sắc của tâm lý nhân vật. Nó phải thể hiện được những khát khao, những ước vọng cách mạng của một cô gái con nhà giàu ở nông thôn.
muốn phá vỡ tất cả những trói buộc cổ điển để giải thoát cho tâm hồn mình. Đó là một vai kịch lớn nhất trong các vở kịch dân gian của nước ta. Hỉ nộ ái ố đủ cả, tâm lý nhân vật đổi thay liên tục. Tôi nói thật với chị là tôi từng mơ ước nếu có tiền tôi sẽ thực hiện thành phim lớn, chiếu cho Mỹ xem cái phim này, thể nào cũng được giải thưởng. Mai Chân yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Xưa nay nàng chưa bao giờ nghe ai phân tích một vai kịch có tầm vóc quan trọng như thế. Người Việt ai mà không hiểu chuyện thị kính thị mâu, nhưng mấy ai đã quan tâm đào xới chiều sâu tâm hồn của nhân vật như Trần Hiệu. Rõ ràng Hiệu có cái nhìn chuyên môn thật tỉ mỉ, đáng để Mai Chân cảm phục. Mai Chân không hề biết rằng tất cả những điều Trần Hiệu vừa phun ra chỉ là bài học thuộc lòng ông đọc trong cuốn sách phê bình sân khấu kịch do Hà Nội xuất bản, mà tình cờ ông mua được trong chuyến du lịch Việt Nam mấy năm về trước. Dù sao đi nữa, những lời thuyết giảng của Trần Hiệu cũng có sức hấp dẫn, và chỉ trong khoảnh khắc là Mai Chân cảm thấy mình quan trọng hơn nếu diễn thành công vai trò thị mẫu. Ở thành phố này, các bà nha y dược sĩ cứ đua nhau lên sân khấu hát karaoke, bà nào cũng thấy mình hát hay, chẳng ai chịu nể ai. Nếu Mai Chân chuyển hẳn sang kịch mà biểu diễn đến nơi đến chốn như Trần Hiệu vừa nói thì mới thật sự nổi bật vì khác hẳn mọi người. Nàng sẽ vận động để cả thành phố đến xem, và nàng hình dung mọi người sẽ giật mình sửng sốt về khả năng diễn xuất của nàng. Cứ như Trần Hiệu vừa nói thì rõ ràng Trần Hiệu là người đầy khả năng và kinh nghiệm sân khấu. Điều này nàng chưa bao giờ để ý đến, mặc dầu nàng biết Trần Hiệu có quen với chồng mình lúc còn ở Sài Gòn. Sang đây, thỉnh thoảng Trần Hiệu vẫn ra phòng mạch khám bệnh hoặc đến nhà dự tiệc, nhưng nàng chỉ nghe đàn bảo là Trần Hiệu dạo trước làm nghề bỏ mối thuốc tây, chứ không hề nghe đàn nhắc đến lĩnh vực điện ảnh hay sân khấu của Hiệu. Hôm nay nghe Hiệu nói, nàng mới nhận ra Hiệu quả có kiến thức thâm hậu về bộ môn nghệ thuật này. Nàng vui vẻ đọc mấy câu thơ nàng thuộc từ nhỏ. Lên chùa thấy tiểu 13, thấy sư 14, vãi già 15, mong sao một tháng đôi ba ngày rằm. Trần Hiệu cũng cười theo và bảo, đấy, chưa gì chị đã nhập vai rồi đấy. Trần Hiệu vừa dứt lời thì đệ tử của Nam Đàn là Phong từ trong nhà bước ra, tiến lại trước mặt hai người. Trần Hiệu bỗng mở to mắt nhìn Phong đăm đăm vài giây rồi đột ngột hỏi, cậu có diễn kịch bao giờ chưa? Phong khựng lại nhìn Hiệu ngạc nhiên rồi đáp, cũng có anh, hồi ở trại tị nạn chờ đi định cư lâu quá thì em vào ban văn nghệ cho đỡ buồn. Nhưng mà anh hỏi em làm gì? Hiệu kéo Phong lại gần trước mặt Mai Chân và hỏi tiếp, cậu nói là cậu từng diễn kịch, thế cậu đóng vai gì? Phong thành thật nói, em đóng vai lính hầu, nhưng mà vừa ra là bị đâm chết ngay. Rồi Phong cười và tiếp, thành ra nói cho đúng thì em đóng vai xác chết, vì em phải nằm chết trên sân khấu hơn nửa tiếng đồng hồ. Trần Hiệu gật gù nói giọng kể cả, được rồi, lần này tôi cho cậu đóng vai sống chứ không bắt cậu chết. Vai quan trọng, tôi thấy mặt cậu rất hợp với vai ấy. Mai Chân tò mò hỏi, ô vai gì mà quan trọng, vai thằng Mõ à? Trần Hiệu dài dòng giải thích, trong vở Quan Âm Thị Kính thì quan trọng nhất là thị mầu, rồi đến cái thằng người làm của phú ông tên gọi là Nô. Cái éo le của vở kịch nằm ở chuyện tình giữa chủ và tớ, tức là giữa thị mầu và thằng ở. Hai vai ấy mà diễn thành công tức là vở kịch thành công. Mai Chân mở to mắt nhìn Hiệu và hỏi thêm, nghĩa là sao anh Hiệu? Anh muốn chú Phong đóng vai Nô à? Trần Hiệu gật đầu, vâng, vai Nô, gia nhân của phú ông. Trời ơi, toàn là những diễn viên bất đắc dĩ không à? Rồi nàng hỏi Phong, này Phong, em nhắm là em đóng được không đó? Chị đóng đã đóng dở rồi mà gặp em nữa thì chắc khán giả ngủ hết quá. Phong thành thật đáp, không sao đâu chị, có anh Hiệu làm đạo diễn mà, anh ấy chỉ dẫn thì chắc không đến nỗi nào. Hiệu gật đầu tự tin bảo Mai Chân, vâng, xin chị cứ tin tôi là tôi sẽ bảo đảm kịch sẽ thành công. Mai Chân lại thêm, còn mấy vai nữa mà chú Tiểu Kính Tâm này, rồi phú ông này, rồi lý trưởng, rồi mõ làng, chưa kể mấy cái vai phụ nữa, ít nhất cũng 10 người anh Hiệu à? Hiệu gật đầu, vâng, nhưng tôi chỉ cần thị mầu thôi, có được thị mầu rồi những vai kia dễ giải quyết lắm.
Mai Chân ngước nhìn về góc sân, chỗ chồng nàng đang đứng bên cạnh cô thư ký. Nàng phân vân bảo Trần Hiệu: Nghe anh nói thì tôi cũng muốn đóng thử lắm, nhưng mà chỉ sợ là nhà tôi không bằng lòng vai thị màu. Thôi được, để tôi bàn với nhà tôi trước đã nhé. Những ngày kế tiếp, Trần Hiệu miệt mài ngồi viết kịch bản và phân cảnh. Ông giam mình trong căn phòng địa ốc đóng kín cửa, gặm bánh mì, nấu mì gói và đánh máy liên tục. Thậm chí khách gọi đến đòi đi coi nhà, ông cũng lấy cớ này cớ nọ để khất lại, chờ cho xong kịch bản. Vở kịch muốn diễn cho đầy đủ thì rất dài. Trần Hiệu cố gắng thu gọn lại để gói ghém trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, vì sợ khán giả thấy nhà. Nhưng gọn lắm thì cũng vẫn phải kéo ra đến 5 màn. Màn 1 là thị màu lên chùa gặp Tiểu Kính Tâm. Màn 2 thị màu gian díu với đứa ở tại nhà. Màn 3 thị màu chửa hoang bị làng đem ra xử. Màn 4 thị màu sinh con đem bỏ chùa cho Tiểu Kính Tâm đi ăn xin. Và màn 5 giải oan cho Tiểu Kính Tâm khi chú Tiểu qua đời. Xong kịch bản, Trần Hiệu hăm hở mang lại ngay cho Mai Chân để nàng đọc trước xem có cần thay đổi gì không. Vai của nàng xuất hiện từ đầu đến cuối nên sẽ tốn rất nhiều thì giờ học kịch bản và tập dượt. Khó khăn nhất là màn thứ hai, là chuyện tình tội lỗi giữa thị màu và anh chàng người ở tên Nô. Đoạn này Trần Hiệu viết cẩn thận lắm, không đi quá đà để có thể làm đồng hương phê phán, và nhất là để Mai Chân đừng ái ngại. Chẳng những Hiệu lo Mai Chân từ chối, mà ông còn lo hơn nữa là đàn không cho vợ đóng. Nhưng rất may Mai Chân duyệt sơ toàn bộ rồi hài lòng gật đầu: Được đấy anh Hiệu à, tôi sẽ tập riêng từng đoạn rồi mình ráp vào toàn vở kịch. Tôi hỏi nhà tôi rồi, anh ấy bảo là làm thị màu trên sân khấu thì được, miễn đừng có làm thị màu ngoài đời. Trần Hiệu thở phào bảo: Vâng, bây giờ mới là tháng 5, mình còn tới 3 tháng nữa. Cuối tuần này tôi sẽ cho mời tất cả diễn viên tập trung lại, giao kịch bản cho từng người để học trước, rồi mình bắt tay vào làm việc. Mai Chân dễ dãi nói: Anh cho tập trung ở nhà tôi cũng được, để anh đàn anh nghe luôn thể. Coi xem cuối tuần này anh đàn có bận gì không. Chắc là không. Trần Hiệu hớn hở nói: Vâng, chị cho mượn địa điểm thì tốt quá rồi, đâu có nhà ai mà rộng rãi được như nhà chị. Để tôi phôn báo cho mọi người biết cho họ mừng. Tôi đã chọn xong đủ vai rồi chị ạ. Chiều thứ bảy này chị nhé. Anh đàn có bận cũng không sao, có chị là được rồi. Sợ Mai Chân hiểu lầm, Hiểu thêm: Cứ ý tôi đó, thì để khi nào mình diễn nhuyễn đã, rồi hãng mời anh đàn coi, chắc anh ấy thích hơn. Bây giờ chưa đâu vào đâu cả, để bắt anh ấy coi làm gì tội nghiệp. Mai Chân cười đồng ý: Vâng, anh tính thế cũng được. Nhà tôi lúc này bận lắm, đủ các hội đoàn để họp hành liên miên à. Hôm nào cũng gần đến nửa đêm mới về. Thôi cứ như vậy đi nhé, cuối tuần này gặp nhau ở nhà tôi nhé. Trần Hiệu từ giã Mai Chân và quay bước ra cửa. Ông rất hài lòng với kịch bản ông đã khổ công biên soạn, và ông tin là mọi người cũng sẽ đều thấy hay như ông. Ông đoán đúng, bởi ông chép lại gần như nguyên văn những lời thoại từ cuốn phim của Hà Nội, chứ ông có phải sáng tăng chút nào đâu. Hồi sang Cali làm bộ tiếp xúc với nhóm nghệ sĩ Mây Trắng, ông đã khuân về một đống băng video phim truyện xuất xứ từ trong nước, trong đó có bộ phim Khát Vọng Bi Thương, tức Quan Âm Thị Kính, mà ông say mê nhất. Bây giờ chỉ việc chép lại và úp mở nhận là của mình, đâu có ai biết. Vào phút chót, Phong xin rút lui vì bố mẹ bên Việt Nam gọi về, chắc là về để cưới vợ. Phong không muốn về vì kẹt tiền, nhưng gia đình hối thúc quá, Phong đành phải đi. Cũng chả sao, có người điền khuyết ngay. Từ hôm thành phố xôn xao nghe tin Trần Hiệu chuẩn bị đêm kịch nói, biết bao nhiêu thanh niên nam nữ tình nguyện xin Hiệu cho góp mặt. Hiệu bỗng dưng trở nên một nhân vật quan trọng, y như một đạo diễn thật ở trong nước, luôn luôn có người vây quanh cầu cạnh. Người thay thế Phong là một thanh niên trẻ hơn Phong, nghĩa là cùng cỡ tuổi Mai Chân. Anh thuộc loại đẹp trai nhưng hiền lành chất phác, có pha chút sợ sệt lo âu, đóng vai Nô còn hợp hơn cả Phong nữa. Anh ta có cái tên đơn giản là Vũ Văn Đông, nhưng khi vào học trường nghệ thuật sân khấu sau năm 75 thì lấy tên là Quang Đông để nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn. Về định cư ở thành phố nhỏ này, Đông buồn lắm vì nhớ nghề. Mặc dầu trước khi xuất ngoại anh cũng chưa có vai kịch nào lớn. Đời nghệ sĩ nó như vậy, nó là cái nghiệp chứ không phải là nghề. Rời sân khấu khó khăn lắm, hễ xa là nhớ,
nhìn người khác trên sân khấu lòng bứt rứt khôn nguôi. Vì vậy người ta mới ví nghệ sĩ như kiếp con tằm. Trăm năm tính cuộc vuông tròn, con tằm đến thác vẫn còn vương tơ. Đông cắm đầu đi làm trong nhà máy, chất chiêu mua được chiếc xe. Rồi anh chuyển sang làm nghề neo, đang thịnh hành tại thành phố, lợi tức cao hơn. Anh quyết định dành dụm chút vốn, vì anh dự định sẽ dọn sang Cali tìm đất sống cho nghệ thuật. Bỗng nghe tin Trần Hiệu tổ chức đêm thoại kịch, anh liền tìm đến xin tham gia. Rất may là Phong bỏ cuộc, Trần Hiệu mới thu nhận Đông vào thay thế. Trần Hiệu đem Đông đến ra mắt Mai Chân. Nàng hài lòng ngay, vì nàng cũng thấy đóng với người lạ thoải mái hơn là diễn với Phong. Kịch bản tuy không có đoạn nào táo bạo như trong phim, nhưng Mai Chân cũng cẩn thận đưa cho chồng và bảo: anh đọc đi, anh thấy cái đoạn nào cần sửa thì anh nói cho em biết ngay, để em nói với anh Hiệu. Đàn xem lướt thật nhanh rồi gật đầu nói: chả có gì phải sửa đâu, viết như thế này là khéo lắm rồi, không có cảnh nào quá đáng. Với lại để đến ngày em tổng duyệt thì anh ngồi xem kỹ lưỡng hơn, nếu thấy có gì cần thay đổi thì lúc ấy thay đổi cũng chưa có muộn. Ít lâu nay đàn cũng có nghe vài bà ngứa mồm bàn tán về Mai Chân với giọng bực bội ghen tức. Chẳng hạn vợ một ông bác sĩ lớn tuổi chép miệng nói: ôi giời, tưởng đóng vai gì hay ho, hóa ra là thị mầu. Nhưng đàn lờ đi vì thấy vợ mình đang say mê. Đàn nịnh vợ một câu: em mà mặc áo tư thân thì ăn đứt mọi người. Mai Chân cũng tin như thế nhưng làm bộ nhún nhường: thôi đi, em đã mặc thử lần nào đâu mà biết. Thế là từ đó Mai Chân an tâm bước vào tập dượt. Nhà nàng dư một phòng lớn, nàng dành hẳn căn phòng đó cho ban kịch. Chưa kể thức ăn, nước uống, thứ nào cũng ê hề. Đời nàng từ ngày lấy đàn, làm vợ ông bác sĩ, làm vợ ông chủ tịch hội đoàn, luôn luôn bị gò bó bởi những ràng buộc vô lý của xã hội đầy giả tạo. Chỉ những ngày tháng này, nàng mới được lột xác, sống thoải mái với tâm hồn yêu nghệ thuật tha thiết. Hay nói cách khác là nàng sống cho chính mình. Trần Hiệu ấn định tháng đầu mỗi tuần tập một tối, tháng thứ hai tăng lên 2 buổi, và dự trù tháng chót sẽ tổng duyệt từng đêm cho nhuần nhuyễn. Chừng đó Mai Chân mới cho chồng coi để thấy cái tài của nàng. Trần Hiệu bận bịu đầu thắt mặt tối, vì ngoài phần kịch ông còn phải mời vài ca sĩ phụ diễn. Mỗi khi đổi cảnh để chuyển sang màn khác, ông cũng được đàn chi tiền và giao toàn quyền cho ông lo cả phong cảnh, âm thanh và ánh sáng cho đêm diễn mà ông đặt hết tâm huyết, coi như một nỗ lực để đời của ông tại thành phố này. Hình ảnh bà Trúc bán vải với thái độ thách thức của bà là một trong những động lực lớn thúc đẩy ông làm việc không biết mệt. Trong lúc chỉ đạo ban kịch, ông thường nhắc đi nhắc lại một câu mà ai cũng thuộc lòng đến độ họ thấy buồn cười. Ông bảo: làm nghệ thuật đâu phải là chuyện đơn giản. Câu ấy Trần Hiệu cũng dùng khá nhiều để khen ngợi Mai Chân trong vai thị mầu đã lột tả được tâm lý nhân vật rất phức tạp theo đúng ý muốn của đạo diễn. Cả Quang Đông đóng vai nô cũng xuất sắc không ngờ. Nếu còn Phong, chắc chắn không thể nào Phong sánh kịp. Mai Chân bảo Hiệu: anh đúng là đạo diễn có con mắt tinh đời, chọn nhân vật không sai chút nào hết, ai đóng cũng đạt cả. Điều này Mai Chân nói rất thật lòng. Nàng thấy rõ Trần Hiệu hết sức đam mê nghề nghiệp. Cô gái đóng vai Thị Kính bảo: nè chị Trân, theo đúng luật ngày xưa, hễ mà mặc váy là bên trong không có mặc cái gì đâu đó nghe chưa, no underwear đó nha. Mọi người đều thuộc lầu kịch bản, Trần Hiệu mới cho ráp lại từ đầu đến cuối với trang phục đầy đủ y như buổi diễn thật. Lần đầu tiên Mai Chân mặc váy đen thời xưa và phía trên chỉ có cái yếm trần đưa nguyên tấm lưng trắng toát ra.
Cả đoàn kịch trố mắt nhìn nàng như bị hớp hồn. Nàng ngồi trên chiếc chõng tre, tháo khăn vấn cho mái tóc dài xổ tung ra. Đông mặc quần áo nâu đứng khoanh tay ở sát vách. Nàng đưa tay vẫy và ra lệnh: "Nô, múc thau nước rửa chân cho cô, nhanh lên nào." Nàng thấy rõ ánh mắt Đông gần như lạc thần, hai tay run run bưng chậu nước đến đặt dưới chân nàng, tim đập thình thịch như sắp vỡ tung lồng ngực. Nàng đặt cả hai chân vào chậu nước rồi rục: "Ơ, sao mày ngồi y ra như thế? Rửa chân cho cô." Nói rồi, nàng vừa kéo váy lên quá đầu gối. Đông quỳ trước mặt, hai tay nắm lấy một bàn chân của nàng kỳ cọ. Bất chợt, nàng nắm lấy một bàn tay Đông, đưa đặt trên đùi nàng và bảo: "Cô cho đấy." Đông run bần bật đáp: "Bẩm cô, con không dám ạ. Con không dám, ông mà biết được thì ông giết con." Nàng cười rồi đứng dậy, nắm lấy vai Đông và giật nhẹ: "Vào trong này với cô, đi nhanh lên kẻo ông sắp về bây giờ. Coi kìa, con dai gì mà nhát như cấy." Vừa nói, Mai Chân vừa lôi Đông vào sau hậu trường. Ban kịch đứng xem vỗ tay vang dội. Chính Mai Chân cũng không ngờ mình có thể thản nhiên như một kịch sĩ chuyên nghiệp. Trần Hiệu nhận xét: "Hay lắm, hay lắm, nhưng mà đoạn này diễn hơi nhanh." Mai Chân hỏi lại: "Thế anh muốn diễn chậm hơn à, muốn kéo dài hơn à?" Trần Hiệu lắc đầu: "Đừng dài quá, sẽ mất tác dụng. Nó là điểm mạnh, là cao trào của vở kịch. Chỉ cần cái lúc rửa chân kéo dài thêm một tí nữa là hoàn hảo." Rồi ông yêu cầu hai người diễn lại. Mai Chân lại mặc yếm đào ngồi ở mép chõng, thòng hai chân xuống đất. Nàng kéo cái váy lên một chút gần đầu gối và ra lệnh cho nô đang đứng hầu sát vách: "Nô, múc thau nước rửa chân cho cô, nhanh lên nào." Đông chạy vào bưng chậu nước ra. Chẳng biết có phải vì thân hình Mai Chân hấp dẫn quá hay không, mà khi đến gần nàng, Đông bỗng dưng lạng quạng vấp ngã, hắt nguyên cả thau nước lênh láng ra nhà, làm ướt nửa người Mai Chân. Mọi người cười ầm lên, làm Đông ngượng quá. Mai Chân vội nói đùa: "Nô, vào lấy khăn lau nhà cho cô." Giữa tháng 7, nghĩa là chỉ còn 3 tuần nữa đến lễ Vu Lan, ban kịch bắt đầu tập liên tục từng đêm. Hàng loạt bích chương quảng cáo đã được dán ở các quán cà phê, các tiệm ăn, các siêu thị. Hàng ngàn thư mời và thông cáo đã gửi đến từng nhà, kể cả nhà bà Trúc bán vải. Phen này Trần Hiệu quyết đánh lớn, với sự hỗ trợ chính thức của Hội Ái Hữu Tương Trợ Đồng Hương, minh danh đứng ra tổ chức đêm thoại kịch lần đầu tiên tại Golden City. Toàn thể cộng đồng đều háo hức chờ đợi, nhất là lại được vào cửa miễn phí. Hơn một tháng tập dượt gần gũi nhau, Đông dần dà nhận ra bản tính hiền hòa và bình dị của Mai Chân không giống như anh tưởng tượng lúc mới gặp. Trong chuyên môn, Đông có niềm tự hào là xuất thân trường nghệ thuật sân khấu, nhưng trên thực tế ở thành phố này, Mai Chân có một chỗ đứng quá cao, làm Đông e dè khi mới tiếp xúc. Nàng vừa là vợ bác sĩ Đàn, lại vừa đẹp vừa giàu, trong khi Đông chỉ là anh thợ lao động chân tay mới xuất ngoại, toàn thân còn in đậm nét miệt vườn chưa gột sạch. Bởi vậy, dù có nhiều điều muốn góp ý cho vở kịch mà anh vẫn ngần ngại không dám nói ra, chỉ sợ Trần Hiệu sa thải không cho đóng. Đắn đo mãi rồi Đông mới bảo Mai Chân: "À, đúng ra thì trong vở, trong cái kịch bản phim cũng như là trong tuồng chèo mà tôi đã xem nhiều lần á, thì thị màu phải nằm trên chõng tre, mặc yếm đưa lưng ra phía khán giả. Rồi sau khi anh chàng nô rửa chân cho thị màu thì thị màu bắt anh ta bế vào phòng, chứ không phải là đi bộ bên nhau." Mai Chân cười hỏi: "Anh có bế nổi tôi không?" Tuy nói đùa vậy nhưng nàng nghiêm mặt ngay và nhận xét: "Anh Hiệu cũng biết như thế đấy, nhưng mà anh ấy cẩn thận lắm. Đây không phải là sân khấu chuyên nghiệp, mình thì mình diễn cho cộng đồng xem mà. Cộng đồng thì ai cũng biết tôi, thành ra anh Hiệu anh cố rút bớt những cái gì mà có thể gây hiểu lầm. Mình đâu có sống chết với cái nghề này đâu, chứ nếu đóng phim thật á, thì đạo diễn bảo như thế nào tôi sẽ làm y như thế, chứ đâu có gì là ngại." Đông gật đầu đồng ý ngay. Được diễn kịch là anh đã mừng lắm rồi, nhất là diễn với Mai Chân. Anh chỉ nói thế thôi chứ đâu có dám đòi hỏi gì hơn, dù Trần Hiệu hoặc Mai Chân không cho diễn nữa thì đứt ruột.